Quang hãy đọc cái bài của con, Đức Từ Tâm. Nhớ đọc cái bài Từ Tâm, con đọc cái bài. Kính bạch thầy, kính bạch thầy, con xin phép đọc Đức Từ Tâm. Hàng ngày khi gặp gỡ tiếp xúc nhau, người ta vẫn thường lưu ấn tượng và khen những người sống hiền từ đạo đức. Người sống hiền từ đạo đức ai cũng muốn gần. Hiền từ là nét sống quý, nhưng từ tâm còn quý hơn nhiều. Từ tâm là cốt lõi, là chất liệu cơ bản của đạo đức làm người. Từ tâm là lòng yêu thương chân thật, mấy mốc vô vật của con người với thiên nhiên, với cỏ cây, đất đá, sông núi, muôn vật, với con người và cuộc sống của con người. Đó là nơi bắt nguồn của mọi hành động sống tốt đẹp để cuộc sống con người trở nên an vui, hạnh phúc. Ngược lại, con người không có đức từ tâm thì quan hệ giữa con người và con người trở nên khô khan, nóng bỏng và giá buốt như sự sống giữa sa mạc. Mọi bất hạnh thật khủng khiếp sẽ từ con người mang đến cho con người. Nó còn tai họa tối tăm và hơn mọi loại địa ngục. Đức từ tâm của con người trải mênh mông khắp vạn vật, cũng như không khí trong lành có ở khắp mọi nơi. Ở đây chúng tôi xin đề cập đến đức từ tâm của con người trên hai lĩnh vực: một, đức từ tâm của người với thiên nhiên và vạn vật. Con người có thông minh, trí tuệ và năng lực mạnh mẽ như hôm nay, trong ban đầu cũng từ những đơn bào, đa bào, từ rong rêu thực vật mà ra, cũng bắt nguồn từ những sự sống đơn giản qua quá trình tiến hóa hàng vạn triệu năm để đến con người hiện đại. Không có đấng tối cao hoặc thượng đế nào có thể tạo ra con người. Cuộc sống con người là do con người quyết định, do cảm ứng nghiệp lực, do những hành vi thiện ác của con người quyết định tương lai số phận của con người. Tiến trình tiến hóa của con người là tiến trình đẫm máu và nước mắt. Con người đã tự dẫn dắt và cũng tự đày đọa con người. Cỏ cây, muôn thú, trời biển, sông núi, đất đai tưởng như trường tồn muôn thuở, nhưng cũng đều biến đổi từng giây từng phút dưới hai lực cơ bản, luật nhân quả và lực tác động của con người. Hành tinh này xanh sạch đẹp với những công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy khắp nơi, khắp chốn như cảnh trời Tây Phương cực lạc mà con người đã khéo tưởng tượng, hoặc mặt đất màu xanh tàn lụi, nước ngọt khô kiệt, sa mạc hóa, hành tinh chết dần cũng do con người mà ra. Đúng như câu thành ngữ nôm na, hàm xúc thâu tóm đầy đủ khói đời và tự đời là yêu nên tốt, ghét nên xấu. Con người có từ tâm thì mọi thấy xung quanh ta sẽ đẹp lên. Không có lòng từ tức ghét, bỏ đối xử ác với nó thì nó tàn lụi hư hoại. Từ vạn triệu năm trước, khi con người biết ý thức về vai trò môi trường sống là lúc con người biết yêu rừng biển, sông núi, nắng mưa, ruộng vườn với tình yêu thắm thiết. Nhờ nơi đó con người có biết ăn và tự sống được duy trì. Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy bát cơm đầy, lấy khúc cá to. Hoặc câu muốn tắm hát lên ngọn sông Đào, muốn ăn thịt chín thì vào rừng xanh. Với con người, mẹ là tình yêu thiết tha, thiêng liêng và sâu sắc nhất, gần gũi nhất. Từ xa xưa, người Nguyễn Hỷ đã coi rừng là mẹ, biển là mẹ, đất trời là mẹ. Phải chăng như vậy nên chính những nguyên thủy mới có bốn mẫu: mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn, mẫu thoại, mẫu địa hoại. Dưới mẫu nhỏ hơn là các thần: thần núi cao hơn, thần sông hà bá, thần đất hồ thần và thần xét thiên tôn. Xuất phát từ biết ơn, yêu thương, tôn kính, người ta đã làm lễ thượng thiên xuống đồng. Khi bắt đầu vào vụ cấy, lập miếu thờ ở cờ rừng và làm lễ khi vào hái dân sản, lễ long phương thủy thổ khi ra biển ra khơi,
Thật ra thần linh chẳng qua chỉ là cách con người bày tỏ lòng biết ơn, sự kính ý, để rồi con người bày ra, con người lại chịu chính sự chi phối đó. Thiên nhiên với con người là cơm ăn, nước uống, khí thở, không thể thiếu. Hàng ngày con người phải quan sát thiên nhiên để nhận biết nắng mưa gió bão, trông vào cỏ cây sâu bọ để biết thời tiết, nông vụ gieo trồng. Bao giờ đón đón bay ra hoa gạo rụng xuống thì ta cao thần. Trông tròn cao thần đông, ông ngồi thẳng lưng thì làm đất. Tháng sáu khi ông cúi rằng thì bắt đầu cấy. Trông sau hôm sau mai sau vợt tua tua bóng nắng để biết sớm muộn ước độ việc làm. Đúng là trong trời trong đất trong mây trong mưa trong gió trong ngày trong đêm, thiên nhiên đã che chở đùm bọc nuôi dưỡng chia sẻ gần gũi hòa quyện con người, nên tình người với thiên nhiên là tình sâu sắc, là tình yêu sâu nặng. Thiên nhiên với con người như mẹ như cha, nhưng lại như người bầu bạn tâm tình tung thủy và rất tin cậy. Khi gặp khổ đau mất mát tuyệt vọng thì thốt lên kêu trời, gặp điều oan ức không thể giải bày, nước mắt dài nước mắt ngắn cũng chỉ còn biết lấy trời đất ra để thề thốt, xin trời đất làm chứng. Đồng lúa xanh tròn, cánh cò phất phới, dòng sông cây đa đến nước con đò đã là những chất liệu tạo nên tâm hồn Việt Nam hàng ngàn năm liên tục chống ngoại xâm. Bao thế hệ đã âm thầm đổ máu, họ lặng lẽ ra đi để bảo vệ bằng được cuộc sống yên lành cho cha mẹ, vợ con, người thân, làng xóm, trong đó có tình yêu tha thiết với quê hương, đất đai, tấm núi, cõi bờ. Thế nay nhiều người Việt vì hoàn cảnh khi phải ra đi rời quê hương tổ quốc đã gói hận đất mang theo, nắm đất quê hương vẫn bên họ cho đến khi nhắm mắt vĩnh viễn cuộc đời. Mắt khi nhắm vẫn nỗi khắc khoải đau đớn về một miền quê có con đê mùa xuân cỏ non xanh rợn, con cây nước đục lờ lờ trước cầu tre vắt vẻo, một tiếng gọi đò tiếng chim trong vòm lá trong trẻo thánh thót ríu ra như trong đó tiếng ai gọi tên mình. Đức từ tâm của con người với loài vô tri vô giác thảo mộc đất đai còn như thế, tình yêu với loài vật khi muôn cầm thú còn sâu nặng hơn nhiều. Trong tất cả các loài vật được con người chăn nuôi, có lẽ có hai loài được người nuôi sớm nhất. Hai con vật này gắn liền với miếng ăn, sự sống hàng ngày và những bước phát triển của đời sống con người. Nó đã cùng con người chung sức tận lực giúp con người lao động kiếm miếng ăn, cùng dựa vào nhau nương vào nhau để sống, đó là con chó. Hai là con trâu hoặc bò ở phương đông, nơi làng lúa nước, hoặc ngựa ở phương tây. Khi đời sống con người hàng ngày trông vào săn bắn hái được thì tự đánh nó được dùng dục mách bảo của con chó có vai trò rất quan trọng. Thậm chí chó còn trông vào tấn công con mồi, bắt con người không những cồn cáo mà còn cả nai lắm. Người đi săn biết công lao của chó và bày tỏ bằng cách chia phần thịt săn được trong các buổi chia đều cho mọi người tham gia có cả phần của chó. Khi con người biết trụ lại không di chuyển theo hái lượng, họ tiến xuôi theo các biển sông trầm trọt cấy lúa nước làm nghề căn bản, thì con trâu là vật đầu tiên ghé vai cánh bác phần nặng nhọc nhất cho con người. Con trâu là đầu âm nhật, hoặc làng chuột không trâu là đầu không ấp. Những câu tục ngữ ấy đã nói rõ vai trò của con trâu với đời sống nông nghiệp cổ truyền ở nước ta. Hành lý có câu miệng ăn núi lở, một gia đình một năm thóc ăn hết gót đầy bồ hơi, thóc nhà vua chứa đầy trong các con nấm, tất cả đều từ hai bàn tay một nắng hai chân của con người cùng cái vai kéo cày của con trâu ngày này qua ngày khác. Ruộng có thời vụ, lúa có thì, nếu không có trâu dùng tay cuốc chân đậm làm sao con người có thể làm nổi số đất để cấy đủ lúa nuôi sống con người. Các triều đại phong kiến khi cường thịnh, nơi thôn ấp thủ phú bách ra trăm họ yên vui, nhà nhà no ấm ngấm ra
không có một con trâu không nhỏ. Với chó, khi có người sống bằng thái lần săn bắn, chó giúp người đắc lực trong sự kiếm ăn. Người rời khỏi rừng xuống đồng bằng, vật lộn với sông nước bờ bãi, làm ra lúa gạo nuôi mình, tạo ra của cải dư giả, thì con chó cũng về theo, ngày đêm bảo vệ tài sản cho con người. Ngày đông tháng giá, miền Bắc cứ muốn rét đến cắt thịt ra, đêm đêm người và muôn vật yên giấc, chó nằm khóc thân túi đầu cột tai đám mình xuống đất rút dài coi nhà. Đồng dạng chỗ nào là con thấp chạy xung quanh địa giới của chủ. Bất cứ con chó nào cũng biết rất rõ về địa phận đất đai của chủ nó. Chủ vắng nhà lâu nó biết nhớ, chủ về nó mừng uống quýt chạy ra thẳng đón. Chủ vui thì hả, chó nhảy lên hai chân trước bám chặt chủ đối diện. Thấy chủ đang chiêu hoặc có diện bực, chó lặng lẽ nằm một chỗ, mắt lấm lét quan sát chủ rồi lấn ra bò đến giếm chân giếm giày như an ủi trẻ kia. Nhất khi ông chủ vũ vu bực lình vận chân cho một cú đá phục mạng, chó kêu rú rồi tập diện tìm chó nằm, không hề bao giờ tiếp dẫn chủ. Thế nhưng với con người ngoài, dù chỉ một lần cầm hòn đất ngắm, dẫu đã một vài năm, chó vẫn không hề quên chuyện cũ, có dịp là trả nợ ngay, nếu không thì cũng buồn kẻ lầm lộn. Chỗ giàu sang, phú quý, nhà dậy sập tòa ngang, chó vẫn săn sóc chạy ngược chạy xuôi không sót một chỗ nào. Bữa ăn vẫn có chỗ cơm vẫn hớt, mặt nồi lẫn cho bột, gặp miếng chủ bỏ đi. Chủ thất cơ lỡ vật, công nọ ngập đầu đói rách, chó vẫn sống với chủ như cũ, chẳng đổi thay, trước sau như một. Chủ đi đâu chó đi theo đấy, gặp khi chẳng còn miếng ăn, chó đói thơ thương yêu vẹo, giấu chết cũng không bỏ chủ mà đi. Đúng là con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Dấu chủ có mang chó đi bán sang cách biệt văn cái số, có con mấy ngày sau vẫn tìm về với chủ cũ. Có khi sang cách dù đã vài năm bất ngờ gặp lại, chó vẫn mừng tính nhảy chồm đến ôm lấy chủ của nó ngày nào. Chúng tôi có một bà cố ở thành Thanh Hóa một lần về thăm bà, được biết và nhớ mãi câu chuyện con chó của nhà bà. Khi sinh thời chồng bà rất quý con chó ông nuôi, nó cũng bình thường chẳng có gì khác con chó khác. Thế rồi chặt ốm năm ấy, ông ốm nặng và ra đi. Suốt mấy ngày quan tài ông quàng ở giữa nhà, hương khói nghi ngút chờ mai táng. Trong cơn đau đớn, người nhà chẳng ai còn bụng dạ để ý, nhưng mà xóm láng ai cũng thấy con chó nằm phục ở dưới gầm quan tài. Khi đã mồ yên mà đẹp, một hai ngày sau người nhà mới nhận ra là mất chó, mất tử hôm đưa đám. Thời buổi kẻ đánh bại chó hoặc chạy con ta ném thấy thầm lòng nhất cổ chó cướp chạy là biến ra nhãn nhàng, nên ai cũng cho là chó đã bị mất. Phải đến hàng tuần sau có người hàng xóm đến mách bảo gia đình hãy ra chỗ mộ xem sao, hình như họ thấy có bóng con chó loáng thoáng ở ngoài bãi. Bà cô tôi nửa tin nửa ngờ rồi cũng tới bát cơm mang theo, đến nơi quả thật con chó đang nằm phục ở đầu mộ, thân gầy gò, bụng nhấp nhẹp, dáng cứ đất, nó đã nhịn ăn bao nhiêu ngày. Con chó mệt mỏi đưa mắt nhìn chủ nhà và vẫn nằm yên như thế. Bà khóc, đặt bát cơm trước mặt rồi nói với nó, mà như nói với bà, thôi mày ăn đi, cố mà ăn, đằng nào người cũng chết rồi phải ăn mới sống được chứ. Chẳng biết nó có hiểu không, nhưng nghề cổ nghiến nát mấy hạt rồi buồn bã đứng lên đứng thững đi theo bà. Nếu không ai biết chắc con chó sẽ chết ở đó. Đó là cái tình giữa người và vật, giữa vật với người, đó là đức từ tâm mà nên chuyện. Ở đời phàm có tình thì phải có nghĩa. Tình là cái yêu mến, cái rung động, là cái cảm xúc nảy sinh trong quan hệ hai chiều. Tình là cảm tính, thì nghĩa là phần đáp lại. Tiếp theo là bổn phận, là trách nhiệm. Nên nghĩa đã thiên về lý tính. Có tình yêu thoan chứa mênh mông, rộng khắp,
yêu thương hết thảy mọi vật mọi loài. Từ một nhánh cây ngọn cỏ, con sâu con kiến là có đức từ tâm. Nhưng không phải mọi tình yêu đều là từ tâm. Từ tâm phải xuất phát từ cái gốc tư duy chân chính mới thực sự là đức từ. Có nhiều việc trên đời yêu nhau lại quá bạc người hại nhau, hoặc có khi yêu có động cơ, yêu cho mình, yêu một chiều, đó là tình cảm ích kỷ hẹp hòi, yêu mang đến cái khổ cho đối tượng. Chúng tôi nhớ lại chuyện hồi nhỏ, có lần mua một đôi ngan con để nuôi, ngày ngày đầy nắng bắt cung tế cho ngan ăn. Ngan lớn nước ngồi chẳng mấy chốc ngan đủ lông óng mượt, suốt ngày ngồi ngắm vừa ôm ngan để chơi. Bỗng ngan thì cúm lăn ra chết, tôi cũng lăn ra khóc, khóc đến hết nước mắt, khóp đến trời không ai khuyên can được. Sau này lớn lên mới nhận ra lúc ấy khóc thương ngan thì ít, mà hóa ra khóc vì mình mất ngan là mất sự thích thú, mất ngan là mất của, mất sạch vốn riêng. Chúng tôi cũng đã có những ngày yêu thích cây cảnh sớm tối bánh lên hạ xuống, từng bước đưa cây vào chậu, sớm khi mưa đã dậy nắng, nửa đêm vẫn cuốn thác chậu ngó nghiêng. Lúc trăng thanh gió mát cùng bạn bè bên ấm trà tấm tắc khen cây, nào thế trực thế hoành, nào hồi phong long giáng, nào phụ tử, nào huynh đệ đồng khoa, nhưng hóa ra cũng là cái thích ích kỷ của mình. Chính mình càng nghĩ mà càng ác. Cây đâu phải hòn đá, nó cũng biết ăn, biết uống nước, biết hút nhà khí trời, biết ưa sống gần người, ưa tự do phát triển. Khi ở là đất tự nhiên, cây thuần thơ tươi tốt nở thành xanh ngoạn. Khi bị quanh bộ rễ trong chậu, cây heo con bắt queo, người không để cho cây chết bắt phải sống, nhưng sống kiểu nửa chết nửa sống. Hàng ngày xoay phải xoay trái ngắm cám lại mang ra cắt tỉa cành, đục thân cây thành hang hốc, ép cho tan lá thật nhỏ, làm cho gốc và thân cặp cỏi tù thì già cỗi, càng già cỗi càng tiêu càng tốt, để người ngắm cho đã cái ý thức của riêng người. Người coi đó là tài hoa, là sự sáng tạo, là nghệ thuật. Làm gì có thứ nghệ thuật làm đớn đau sự sống, dù đó là cây, là lá, và đi ngược lại quy luật tự nhiên để phục vụ cơ sở thích cá nhân. Nếu gọi nó là nghệ thuật thì là thứ nghệ thuật độc ác, cầm tù, giam hãm, làm đau, làm chột sự sống của cây. Đấy không phải là cái thế giới thứ hai rất thú vị mà con người đã tạo ra như có người đã sang ở. Những thứ cảnh ấy là đồ giả, là mơ hồ. Con người nào sống trong cái thế giới ấy? Ở đời ai chẳng biết cái cảnh cá chậu trong lòng là khổ. Vậy cây trong chậu khác gì cá trong chậu? Nhìn trong lòng người ta lấy sự khổ sở, bức rối, bị giam hãm của con chim làm thích thú, lấy tiếng kêu khổ đau khắc khoải sớm tối trong lòng gọi bạn làm sự thưởng thức, và cho đó là thanh cao thì thật là cám với cơm đất độ. Ấy là chúng tôi đã tự nghĩ như vậy, nên thả chim không nuôi nữa. Yêu nó thì phải cho nó tự do về với trời xanh, về với đồng loại, chứ không phải cưỡng bức và chiếm hữu. Xưa nay cưỡng bức và chiếm hữu sao được gọi là tình yêu? Đấy chỉ là sự thích thú ích kỷ đáng thương của kẻ có quyền thế. Cũng là nuôi vứt vật, có người đêm hôm chắc vứt nghĩ thương con sâu con ngợn, họ chằn chọc không ngủ nổi, lúc thì tới vứt cho nó nắm rác để nằm, cho nắm cỏ để ăn, có khi tìm mảnh vải tấm bố che gió hoặc đắp lên lưng trâu, mong cho nó đỡ rét đôi phần. Những hành động đó được phát tán từ lòng yêu thương loài vật. Nó là đức từ tâm, là sự nhân chân thật trong lòng. Nó ấm áp mang đến an vui cho muôn vật. Người có tâm từ, họ biết coi thân mình như thân muôn vật, muôn loài vật cũng được quý trọng như thân mình. Ở đấy là sự bình đẳng và tôn trọng sự sống. Cũng là chăn nuôi, nhưng với người không có tâm từ, họ nghĩ ra cách nuôi chỉ cần lợi ích cho họ, đó là kiểu lợn thả gà nhốt. Người ta đóng một cái chuồng tre hoặc gỗ thật nhỏ,
nhốt con gà trống, mấy miếng rãi đổ 1 kg vào đấy, gà đứng nhưng không thể xoay qua lại được, chỉ có thể thò cổ ra ở một phía mổ thức ăn. Cứ thế gà ngày đêm bị tày đọa, chân đã xuống máu, không hoạt động lâu ngày lôn đền béo cường, và đến lúc được giết thì ăn, người ta tấm tắc khen xương mềm thịt ngọt. Sống không có tử tâm với thiên nhiên, với sự sống muôn loài là sự sống lạnh lùng độc ác. Không yêu sự sống, không yêu loài vật cũng không yêu ta. Tình người với vật thờ ơ nhạt nhẽo, nhân nào quả ấy, mọi bất hạnh đều có thể xảy đến. Khờ như con gà được ta yêu, ta chăm sóc đi đâu nó cũng biết chạy theo khốn kiếp. Nhưng con vật bé bỏng yếu ớt lại thờ ấy, cũng chính nó có lúc dám không còn mổ cả ta. Tình yêu thương, mọi sự sống chính là sự giàu có, là sức mạnh không thể đo lường. A. Đức từ tâm của con người với con người. A. Con người với bản thân con người. Dân tộc ta có truyền thống thương người như thể thương thân. Thân là cái chủ thể, người là khách thể. Chủ thể và khách thể là hai mà bảo cùng thương với bột. Nói như thế tức là đề cập đến đạo đức sống, tới mối quan hệ giữa ta và người. Xét cho cùng, cái cốt lõi của bản chất nền đạo đức chân chính là ở chỗ sống không làm khổ mình, khổ người. Điều đó rõ ràng là một chân lý. Sống không làm khổ mình, khổ người là đạo đức. Không sống như vậy là vô đạo đức. Đã vô đạo đức thì không bao giờ có từ tâm. Như thế nào làm thương mình và làm khổ mình? Điều này thật không đơn giản. Thương mình thì ai cũng biết thương. Cái khó là ở chỗ thương như thế nào đúng, thế nào là sai. Con người đã sinh ra ở trong trời đất thì phải sống thế nào? Từ tấm bé rời lòng mẹ, khi ta đã biết chạy, biết nhảy, biết tự ăn, biết đi chơi, mỗi người chúng ta đã được nghe cha mẹ, các bậc thầy, người trên dạy về luân lý đạo đức, dạy từ chuyện ăn trong nồi, ngồi trong hướng, từ chuyện đi qua mặt người, và rồi đến lượt chúng ta cũng lại hàng ngày dạy bảo con em cách sống. Đó là cách nhận, là bổn phận loài, là sự giáo dục thường xuyên ngoài nhà trường mang tính xã hội. Nhưng thực ra mỗi xã hội, mỗi hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền lại có những nội dung, những quy tắc và chuẩn mực khác nhau, và có những mẫu người khác nhau. Thế nên thương mình như thế nào cho đúng, xưa nay chưa ai có thể đưa ra một mẫu hoàn chỉnh. Nếu có ai đưa ra được một chuẩn mực về thương mình như thế nào cho đúng thì đã có một nền tảng cơ bản của đạo đức làm người. Sinh ra làm người, ai cũng biết thương mình. Từ khởi thủy đến nay, con người vẫn thương mình theo kiểu bênh vực mình, hiểu mình, nghe theo cái muốn ở trong mình, mách bảo đến mê muội, không phân biệt nổi thiện ác, những điều nên và không nên làm. Cứ xem lũ trẻ, anh chị em cùng cha mẹ đẻ ra, có ở đâu thoát khỏi cảnh tranh giành nhau, đánh đột nhau, chiếm miếng ăn, chiếm đồ chơi, tranh nhau những thứ mà nó thích. Không riêng cái trẻ, bao gia đình bố mẹ vừa nằm xuống, anh em đã tranh nhau quyết liệt về tài sản, đơn tử kiệt cáo, đánh nhau đến vạc đầu, chẳng phải chỉ quá thương mình, mong mình được hơn người đó sao? Ngay cả đến khi đại diện công lý là luật pháp đứng ra phân xử, việc xử thì phải chịu, chứ lòng tham cho mình vì thương mình đâu đã dễ thừa nhận léo phải. Lối thương kiểu ấy nghĩa là chỉ thấy mình đúng, mình phải, là sống chết phải bảo vệ mình. Nếu ai đọc đến mình có nguy cơ xâm phạm danh dự tài sản, những cái mà mình yêu thích thì quyết chống trả. Kiểu thương như thế thực là không thương mình, và ngay lúc đó cũng mất luôn cả lòng thương người, chỉ còn lại cái duy nhất là ác tập và ích kỷ. Kiểu thương đó là phản ứng trả đũa, có tính truyền thống. Họ mắng mình thì mình mắng trả, họ chửi mình thì mình chửi theo, họ tấn công mình bằng nắm đấm, ta cũng tấn công bằng vũ lực. Đó là kiểu lấy hận thù trả hận thù, đời đời hận thù còn mãi không hết. Đó là con đường đưa mình, đưa người tới khổ đau, đến bất bạch và tù tội.
đó không phải là thương mình, ngược lại là tự làm khổ mình. Nó là thứ bệnh bản năng tự vệ loài vật từ xưa còn rơi rớt lại khiến ta vẫn còn dính dữ rút đuôi cầm thú chưa thực thành người. Kiểu thương mình đó xuất phát từ tham dục, cũng là gốc của sân si. Không đánh được người, không trả được hận thì lồng lộn uất ức phiền não la hét, chẳng cái đó đưa mình đến chỗ cực khổ. Nhưng tự thân không biết, khi trả đũa rồi tỉnh rồi lại một lần nữa làm khổ mình, đó là chịu hậu quả những điều đã gây ra. Không tù tội thì cũng đau đớn bị người khác đánh đạn hoặc tổn thất ân hận xuất ra. Đúng là không đánh được người thì mặt đỏ như than, đánh được người mặt vàng như nghệ. Sống không thân hận, tức giận, sống vui vẻ, hòa nhã, biết tha thứ, buông xả, lòng tràn ngập yêu thương, sống tỉnh giác, luôn ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện, là biết thương mình, không làm khổ mình. Đức từ tâm, đây là đức từ tâm với mọi người. Trong các thói xấu của con người, có một thói xấu rất phổ biến mà nguy hại, đó là từ sân hận. Đã sân hận tức thiếu đức từ tâm. Cuộc sống hàng ngày là cuộc vật lộn mưu sinh, là chiến đấu quyết liệt với đủ thứ, cái thuận thì ít, cái hình thì nhiều. Nếu ta cứ bình tĩnh nhẫn nhục tùy thuận thì sẽ liên tục nổi sân hận. Lúc sân hận không còn tỉnh táo sáng suốt, sân đi liền với chi như gió bão đi kèm với mưa lớn. Khi sân nổi lên, bóng mắt long thầm thọc dữ tợn, da mặt có người tím bầm, có người đỏ tái tắt, cũng có người phất tái nhợt, máu bốc lên đầu, hai thái dương giật bình bịch khắp toàn thân căng như chiếc đồng hồ vặn thật căng dây cót, như chiếc đàn lên hết cỡ dây. Sự mất bình tĩnh làm tim đập điên đảo rối loạn, chân tay có khi run rẩy. Những khi đó con người giống thường hàng ngày nhút nhát nhu nhược, lúc này cũng sẵn sàng nhảy vào lửa hoặc hung tợn như con mãnh thú bất thần lao vào mồi. Cơn phân lên làm cho chân tay người ta vun chém múa may, miệng gầm nhát mép tàu quả chẳng, họ lồng lộn đấm bàn đạp ghế vớ gì quanh đây, túm ngực vứt cúng phanh áo, có khi đập đầu vào tường, túm gậy túm dao sẵn sàng đâm mình chém người, sắc gọn như chém thui. Cơn phân với con người thật kinh khủng ghê sợ, người xưa đã tổng kết nhất niệm tâm tâm hồn bách vạn ứng vốn khai. Cơn phân lui nhà cửa tan hoang, không đến mức độ phạm pháp thì người cũng mệt mỏi rời rã, buồn khổ hoặc ân hận ê chề. Sân đến bất cứ lúc nào, không từ bất kể ai, một khi gặp cảnh trái lý nghịch lòng, kể từ người vô học đần độn ngồi lâu im như đấm đất, đến người học cao giàu hàm giàu vị quyền thế đất trời, có khi quyền thế càng to, cơn sân hận lôi đình tấm xét vô minh vô lý. Đến tôn thuật xã hội ngày càng phát triển, văn minh trí thức con người càng mở mang, tự hiểu biết có thể đưa con người đến sao kim sao hỏa, nhưng cái ngu của sân hận thì không thay đổi. Thậm chí xã hội càng hiện đại, sự sân hận của con người lại càng nhiều hơn xã hội thời nông nghiệp cổ truyền. Đã sân si lúc đó thì toàn ác, là đối lập với từ tâm và đạo đức. Sống sân hận là sống làm khổ mình, không biết thương mình. Không có ai trên đời này chỉ thương người mà trước nhất không biết thương mình. Các bạn muốn sống với đức từ tâm cao cả, nó là cội nguồn của thương yêu, là chất liệu, là chất liên kết keo sơn gắn bó sống còn giữa con người và con người, thì phải tẩy rửa gột trừ thói giận dữ sân si. Thương nhau mới không làm khổ nhau. Thương nhau là mang đến cho nhau những lời ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm mới có sự cảm thông trân trọng. Mọi người sống với nhau trong tin cậy, ấm áp, yên vui. Trên hành tinh này, điều con người cần đến trước nhất, sớm nhất với con người là đức từ tâm. Mấu chốt của cuộc sống bình an, phát triển và hạnh phúc là từ đó. Hỡi Đức Phật tại thế, có một hôm Đức Phật đến chú xứ, ngài hỏi mấy đệ tử
các ông sống đúng quá an vui thú tập không? Một vị đệ tử thưa, con sống theo ý các bạn đồng tu chứ không sống theo ý con. Mấy vị khác cũng đáp tương tự như vậy. Đức Phật khen như vậy tốt lắm, đấy mới thật là đồng tu. Chuyện ngắn gọn mà bài học thật thấm thía sâu sắc. Chúng ta mỗi người một khuôn mặt, mỗi người một nét, chẳng ai giống ai. Trong sự giao tiếp gặp gỡ công việc không thể tránh khỏi những trái ý bực mình. Và ngay chính ta đối với ta cũng nhiều lúc mâu thuẫn, tự ta không vừa lòng với ta, huống chi với người khác. Nếu chỉ nhìn người, xét người bằng cảm tính và những quan niệm của mình thì khó mà gặp gỡ đồng cảm với nhau. Kiểu sống đó liên tục đưa đến cho ta những va chạm chia rẽ, những cái nhìn hẹp hòi hiển cận. Có khi một nét đi, một dáng đứng cũng làm cho người ta khó chịu. Một nụ cười cởi mở vô tư của người khác cũng làm mình rối tai. Tính hay hát, thích bông đùa của người cũng làm ta căng thẳng. Có khi tự mau mồm miệng hay chào hỏi khi gặp gỡ cũng làm cho người khác bực mình. Chúng ta hoàn toàn có lý khi trách người khác tại sao họ không chịu lao tác quét dọn vệ sinh buổi sáng nơi chú thứ. Quét dọn vệ sinh là làm sạch môi trường, đó là quy định và cũng là trách nhiệm của mỗi cô sinh trong tu viện. Mọi người ai ai cũng làm một cách tự giác riêng năng. Quét nước vừa là hoạt động chân tay thư giãn đầu óc, vẫn giữ được tỉnh giác, mình làm biết mình đang làm, lòng thư thái nhẹ nhàng, cùng hòa nhập với nhau trong nếp sống thanh tịnh từ bi. Trong khi đó lại có người chưa chan hòa, họ dừng dưng mặc ai làm cứ làm. Với đức trưởng lão, tháng tháng dù mưa hay nắng, trời ấm hay rét, dù nhiều việc đến đâu, dù suốt đêm làm việc miệt mài vừa tinh mơ đến giờ lao tác, người đã thấy vừa tinh mơ đến giờ lao tác, người ta đã thấy ngài trong tay chiếc tổ hương lá dừa loại to và nặng vẫn đều đều thư thái lặng lẽ đưa quét hết nơi này nơi khác. Ngài quét thực sự có khi quét còn nhanh hơn cả những người còn trẻ vậy. Ngài luôn có mặt ở những nơi ít ai quét đến, luôn xuất hiện ở những buổi những khi ít người làm. Ta tự hỏi tại sao lại như vậy. Trước nhất tuổi đời ngài đã vào bậc 80, ngài chưa được thanh thản niết bàn, đang phải thầm lặng từng phút từng giờ làm việc, làm việc vì niềm hạnh phúc, vì cuộc sống của con người, với một niềm đạo đức, với một nền đạo đức nhân bản nhân quả. Trong tương lai, sứ mệnh lịch sử vĩ đại nay mới bắt đầu, con đường tám nẻo đang triển khai. Thời gian từng giờ từng phút đã từ lâu không còn là của riêng ngài. Tất cả mọi thứ ngài đã thuộc về tài sản vô giá của chúng sinh trên toàn hành tinh. Ngài biết rất rõ việc ngài làm, cái gì sẽ thành, cái gì phải đến. Ngài biết rất rõ sự quý báu của thời gian, nhưng với lòng yêu thương mênh mông vô tận, ngài vẫn trong tay cái chỗ cùng với đàn con sáng sáng cùng lại. Từ gương hạnh thân giáo của ngài, khi đức từ bi trong ta khởi phát, cũng vấn đề quét dọn tự nhiên ta lại thấy nó hoàn toàn khác. Ta không còn vướng víu chuyện người có làm hay không làm. Trước nhất ta xét, ta làm là ta biết ta làm. Ta làm vì việc cần phải làm. Ta không so sánh nhìn ngó một ai. Nhiều người quét xong việc lớn cũng vậy. Những hôm mưa gió ít người quét xong buồn cũng không sao. Đến giờ sắp đến lớp, ta tỉnh thức ngừng tay, không để việc đó ảnh hưởng việc kia. Được làm phần việc giúp người khác là niềm vui, lòng ta bỗng trở nên nhẹ nhõm, thích thú. Biết họ lười quét, có khi ta lại bật cười toàn, đầy lòng cảm thông, chân trước. Có khi lại vui vui mỉm cười khi nghĩ về họ. Ta không còn nhìn sự việc theo kiểu mổ xẻ, phân tích, quy kết, không quan sát, theo kiểu với vết tìm lông. Không rơi vào quen thói chắc lỗi người với những hẹp hòi che lấp chấp nhận. Khi đang nhìn người với ấn tượng và định kiến, tất nhiên ta cảm thấy thêm những lỗi, những thiếu sót của người. Điều đó không khác mang chiếc kính dâm màu xám nhìn vật gì cũng ta màu xám. Ta và mọi người còn trong tham dục vô minh, ai không đầy những cái ác
tại sao ta không tìm những cái tốt ở người, lại cứ để tâm quét những lỗi của người? Ngay lúc đó bản thân ta sẽ để tâm với đức từ tâm đầy lòng yêu thương người, quan tâm thân thấp đến niềm vui cuộc sống những người xung quanh, ta sẽ thấy ở họ rất nhiều mặt tốt, những điều thật đáng yêu. Nếu không yêu không thể nhìn thấy, cũng là việc họ không quét dọn. Nhưng khi có đức từ tâm tự đáy lòng ta lại nảy mầm thiện, những ý nghĩ trong sáng cao đẹp bừng lên, ta bỗng muốn khác, có khi lại cảm phục, lại nể sự say mê học tập, say mê viết lách của họ đến quên cả thời gian, quên cả quét dọn. Cái mà ta ngứa mắt, ta bực dọc với họ trước kia tự nhiên biến mất, còn lại là nỗi cảm thông, mọi chuyện trở thành bình thường, thành cái đáng yêu. Thậm chí ta còn nói với ta, bạn cứ tiếp tục làm cách, cứ ngồi mà biết đi, chẳng có vấn đề gì, đã có chúng tôi quét dọn. Trong cuộc sống, đức từ tâm thật ngọt ngào, êm ái, nó thẩm thấu nhu nhuận, thấm đượm đến mọi vật, từ cỏ cây, hoa lá, đất đai, muôn thú vạn vật. Từ tâm tỏa đến đâu, ở đấy cảnh sắc thanh tươi, chim chóc hữu gian, lòng người phơi phới hoan hỉ, cuộc sống an bình. Nó hóa giải mọi khổ đau, oan trái, mọi thù hận, mang đến cho con người với con người tự tin yêu, tâm hồn thanh thản và sức mạnh không ngờ. Đức từ tâm là một trong bốn đức tứ vô lượng lượng tâm, là bốn tháng tu độc nhất. Một trong bốn tháng đó sung mãn, đều có đủ tứ thần phúc đưa ta tới rất trừ lậu hoặc giải thoát viên mãn. Trao dồi đức từ tâm là sự tu tập hàng ngày, ở đâu chỗ nào cũng có thể dùng chi kiến quán xét mọi sự mọi việc, để ta luôn sống trong chánh kiến. Có chánh kiến, đức từ tâm sẽ ngày càng tăng trưởng. Từ tâm là ngăn ác chặn ác, muốn ngăn ác phải luôn tỉnh thức, sống trong chánh niệm. Tỉnh giác chính là đang bồi đắp đức từ tâm. Thiếu chánh niệm tỉnh giác, ta luôn phản đối phạm điều ác trên ba nơi thân khẩu ý, tức luôn phạm giới luật. Muốn có chánh niệm tỉnh giác, ta đã có pháp tu. Tu các pháp này, điều quan trọng là phải tập kỹ lưỡng từng hơi thở, từng bước đi một cách cơ bản, phải tiến lắc từng bước. Được bước thứ nhất mới đến bước thứ hai, thiếu bền bỉ, thiếu cơ bản, dẫn rơi vào tập thiếu lệ, sẽ dẫn đến đại số. Hàng ngày trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi không được buông lúc, lúc nào cũng tỉnh thức trên ba nơi thân khẩu ý. Về thân, từng cử chỉ mình bước chân phải xem mặt đất có côn trùng không, họ uống nước, xem chắc ý trong đồ ăn nước uống. Ngả lưng xuống đường cần phải xem chiếu chân trăng. Từng nhát trổ cũng phải tỉnh thức, giữ gìn lo lạc thấm của các loài bé bỏng. Không có tỉnh thức quen làm cả, bị muối cắn đau, phản xạ tự nhiên đưa tay đập giết muối, thì sự tu đức từ tâm không thể trọn vẹn. Về khẩu phải im lặng đập tư, khi cần nói hãy nói những lời từ ái yêu thương chân thực, không làm đau lòng người, không nói những lời vi tán chia rẽ. Về ý luôn kiểm soát chấm ý khỏi thiện hay ác, là chi kiến giải thoát hay dục vọng tối tâm. Ý khởi đó là hại gì, đó có hại gì cho mình cho người. Tu tập đức từ tâm là học hỏi suy tư nhìn nhận về sự việc hiện tượng đều trong thiện pháp. Từng cơ chỉ hành động dù nhỏ nhất cũng phải tránh động chạm làm đau khổ chúng sinh. Áp dụng đức từ tâm vào cuộc sống là biết thương mình, thương người, thương vạn vật cỏ cây muôn thú, đứng trước ngoại nghịch cảnh không giận dữ buồn phiền, biết độ lượng tha thứ buông xả, từ từ hiểu biết về nỗi khổ đau của muôn loài như thật, nên lòng ta sinh khởi yêu thương. Lòng yêu thương chính là đức từ tâm, cho nên đức từ tâm xuất phát từ sự tư duy chân chính. Có đức từ tâm tự